chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình sẽ gửi đến bạn phần tóm tắt của cuốn sách có tựa đề Nghệ thuật bán hàng của người Do Thái của tác giả Ian Ivey. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và vào nhóm cộng đồng hội đam mê đọc sách cùng sách tóm tắt để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách hay nào. Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập website để mua sách, ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Tác giả Ian Ivey là một luật sư, nhà kinh tế học, nhà doanh nhân. Đồng thời, ông cũng là diễn giả nổi tiếng với hơn 1.850 bài giảng ở nhiều quốc gia tại 4 châu lục. Ông cũng viết nhiều sách bán chạy trên thị trường quốc tế. Chủ đề xuyên suốt ông dành nhiều năm nghiên cứu là về sự thành công. Vị tiến sĩ thuyết phục này còn đóng vai trò cố vấn cho hơn 950 công ty ở đủ mọi lĩnh vực. Ông từng đánh giá về tiềm năng khởi nghiệp của các doanh nhân Việt Nam rằng mỗi doanh nhân Việt Nam có thể là một bát mang. Cuốn sách Nghệ thuật bán hàng của người Do Thái là một cuốn sách hiệu quả, không chỉ cho việc kinh doanh. Nó lại được truyền tải một cách nhẹ nhàng, đơn giản, dễ hiểu, không giáo điều, từ chính một người Do Thái thông minh. Vậy nên đây là một cuốn sách tuyệt vời, giúp bạn có khả năng suy nghĩ và hành động khác biệt, giao tiếp khéo léo và dễ dàng tạo thiện cảm với người khác, chủ động nắm bắt mọi thời cơ từ kinh doanh đến cuộc sống và có thể sống cuộc đời bạn mong muốn. Như chính tác giả kết luận khi đọc xong quyển sách này, bạn sẽ vươn đến mặt trăng. Tiếp theo mình và các bạn cùng tóm tắt, tìm hiểu và lắng nghe cuốn sách để có thể thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Phần 1. Cách bán được sản phẩm và dịch vụ với giá cao, ngay cả trong một thị trường bão hòa. Điểm khác biệt giữa một bó hoa bình thường với một bó hoa cưới là gì? Có gì khác nhau giữa một bó hoa bình thường và một bó hoa có hình thức giống hệt như vậy, nhưng được dùng làm hoa cưới? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời ở cuối phần này. Còn bây giờ, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện thú vị. Một trong những hoạt động thường xuyên của tôi trên trang Amazon, nơi tôi bán sách của mình, là tôi sẽ kiểm tra giá cả cũng như các chương trình khuyến mãi dành cho sách và đĩa CD đang được bày bán trên trang web này. Tôi tình cờ nhìn thấy một điều mà tôi phải chia sẻ ngay với bạn. Các bộ sưu tập 99 giai điệu cổ điển của Mozart đang được bán trên Amazon với giá từ 8 đến 11 đô la. Mọi chuyện đến lúc này vẫn tốt đẹp đúng không? Vấn đề là trong lúc nhạc Mozart cổ điển đang được bán cho người lớn, có cả ngành hàng có tên gọi nhạc Mozart cho trẻ em, cũng được mua bán sầm uất không kém với những độc giả chưa có con nhỏ hoặc có con đã lớn. Tôi muốn giải thích một chút rằng nhạc Mozart cho trẻ em là gì. Đây là một bộ sưu tập đĩa CD và DVD nhạc cho trẻ sơ sinh và trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 3 tuổi, với những bản nhạc được dùng để giúp trẻ thư giãn hay đại loại thế, và một bộ 10 bản nhạc Mozart cổ điển trong hộp sản phẩm nhạc Mozart cho trẻ em được bán trên Amazon với giá 39 đến 51 đô la. Mỗi đĩa CD trong bộ nhạc Mozart cho trẻ em chỉ có 10 bài, ít hơn nhiều so với 99 bài trong mỗi đĩa CD dành cho người lớn, nhưng lại có giá cao gấp 5 lần. Tại sao? Bởi vì đó là đĩa nhạc dành riêng cho trẻ em. Các nghiên cứu cho thấy có 3 lĩnh vực mà người ta sẵn sàng chi rất nhiều tiền, cho dù số tiền ấy bất tương xứng với giá thị thực của sản phẩm, và 3 lĩnh vực đó là sức khỏe, đám cưới và trẻ em. Trước tiên, hãy bắt đầu với ngành hàng dành cho trẻ em. Theo các khảo sát trên thế giới, một gia đình phương Tây điển hình chi trung bình khoảng vài trăm ngàn đô la cho mỗi đứa con, từ lúc đứa trẻ chào đời cho đến khi tròn 18 tuổi, bất kể tình trạng kinh tế, xã hội của gia đình như thế nào. Bây giờ có thể bạn sẽ thắc mắc, làm sao một gia đình bình thường có đủ khả năng chi quá nhiều tiền như vậy cho mỗi đứa con? Câu trả lời là, họ đâu có đủ khả năng chi trả, nhưng dù sao đi nữa các bậc cha mẹ vẫn sẽ chi số tiền đó, bởi vì chúng ta không keo kiệt với các con của mình. Vì lẽ đó, nhạc Mozart dành cho trẻ em đắt gấp 5 lần nhạc Mozart dành cho người lớn. Lĩnh vực tiếp theo là sức khỏe. Có những người đang làm những công việc phổ thông,
Với mức lương cực kỳ thấp và sống hết sức tần tiện, mọi người xung quanh luôn luôn khẳng định rằng họ có thể và nên có thu nhập cao hơn, nhưng họ có lòng tự trọng và ý thức về bản thân quá thấp, nên vẫn dậm chân ở mức lương đó. Thế rồi một ngày nọ họ ngã bệnh và cần thực hiện một cuộc phẫu thuật gấp, cần tốn đến 100.000 đô la. Bỗng nhiên họ kiếm được số tiền đó bằng cách làm thêm nhiều công việc, kêu gọi quyên góp, tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Họ tìm ra cách kiếm tiền nhiều hơn và chi trả cho món tiền đó mà đối với họ là khổng lồ. Tại sao? Bởi vì bạn sẽ trả bất kỳ khoản tiền nào cần thiết cho sức khỏe của mình. Và bây giờ đến lĩnh vực thứ ba, đám cưới. Quay trở lại với câu hỏi mở đầu của chúng ta, sự khác biệt giữa một bó hoa bình thường và một bó hoa cưới là gì? Hàng chục đô la, mức trung bình của một bó hoa bình thường chỉ ở giá 25 đô la, còn mức giá trung bình cho bó hoa cưới là 125 đô la cùng loại. Tại sao? Bởi vì mục đích sử dụng khác nhau và bởi vì người ta sẵn sàng trả nhiều hơn cho lễ cưới. Vậy nên, nếu bạn đang bán sản phẩm hay dịch vụ cho một trong ba lĩnh vực trên, trẻ em, sức khỏe hay đám cưới, thì bạn quả thực vô cùng may mắn. Tôi không muốn nghe bất cứ lời than vãn nào về điều kiện thị trường hay nhiều đối thủ cạnh tranh đâu, đơn giản là nó không đúng. Và nếu bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực khác, bạn sẽ nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc bán vấn đề trước khi bán giải pháp. Vấn đề hoặc nhu cầu càng quan trọng hay cấp bách đối với tôi, thì tôi với tư cách khách hàng càng sẵn sàng trả tiền để có được giải pháp. Vì vậy, trước khi bán một món hàng cho khách, một bó hoa chẳng hạn, bạn phải tìm hiểu xem họ sẽ sử dụng món hàng đó vào mục đích gì. Khi nào bạn còn chưa có thương hiệu, khi đó thu nhập của bạn sẽ còn bấp bênh. Tiếp theo là cách thuyết phục bản thân chấp nhận, tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Tình huống 1, bạn là một chuyên gia hoặc bạn sở hữu một cơ sở kinh doanh và bạn muốn tăng giá sản phẩm hay dịch vụ của mình. Bạn làm cách nào để đặt vấn đề với khách hàng hiện tại về mức giá mới một cách nhẹ nhàng và tự tin? Tình huống 2, bạn làm thuê đã nhiều năm và hiện tại bạn vừa mở công ty riêng. Bạn làm thế nào để chuyển đổi từ tư duy làm thuê sang tư duy làm chủ một cách suôn sẻ và thiết thực nhất? Trả lời tình huống 1, bạn hãy viết giá mới cao hơn ra giấy, nhìn nó vài lần rồi đọc nó thật to trước gương hoặc trước mặt cộng sự, vợ hoặc chồng hay đồng nghiệp. Sau đó bạn mới bắt đầu đề cập cái giá ấy với những khách hàng sẽ chi trả. Trả lời tình huống 2, bạn nên làm danh thiếp cho mình, trên đó có in logo công ty của bạn và để chức danh CEO, chủ doanh nghiệp hay nhà sáng lập bên dưới tên bạn. Bạn hãy suy nghĩ xem, ở cả hai tình huống và câu trả lời trên có điểm chung gì. Trong cả hai tình huống đó, bạn đều phải tự thuyết phục bản thân trước khi thuyết phục người khác, trước khi bắt đầu đề cập mức giá mới cho khách hàng. Tôi cần cảm thấy tự tin và hài lòng với mức giá đó, cũng như tin chắc rằng lý do tăng giá là hợp lý. Trước khi tự giới thiệu bản thân và chức vụ của mình với người khác, tôi phải hài lòng với vị trí mới mà tôi đã tự tạo ra cho mình. Nếu bạn không cảm thấy tự tin với thông điệp của mình, thì những người lắng nghe thông điệp của bạn sẽ không cảm thấy tin bạn. Và nếu bạn không tự tin với vị trí của mình, bạn sẽ rất khó thuyết phục người khác. Do đó, kỹ năng thuyết phục phải xuất phát từ tâm trí bạn, từ trong cách bạn suy nghĩ về bản thân mình trên phương diện kinh doanh. Phần 2, cách để luôn suy nghĩ tích cực, ngay cả trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt. Ba điều quan trọng nhất trong cuộc sống mà không ai dạy bạn là gì? Nếu bạn chọn ngẫu nhiên vài người trên đường và hỏi họ về ba điều quan trọng nhất, tất cả họ sẽ cho bạn ba đáp án giống nhau: tình yêu, của cải và hạnh phúc. Không nhất thiết phải theo trật tự hay cách diễn đạt này, nhưng ba điều quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta luôn là được người khác yêu thương, có đủ tiền để sống một cuộc đời như mong muốn, được hạnh phúc, hài lòng và mãn nguyện. Rồi, bây giờ chỉ có một vấn đề duy nhất, chưa từng có ai dạy chúng ta trong bất cứ chương trình giáo dục chính thức nào về cách có được tình yêu, hạnh phúc và tiền bạc. Không ai dạy chúng ta một cách bài bản về cách tìm người bạn đời thích hợp, làm sao để được người khác yêu mến, làm thế nào kiếm ra tiền,
Làm sao để sống một cuộc đời giá trị, không phải ở trường mẫu giáo, không phải ở trường tiểu học, cũng không phải ở trường cao đẳng hay đại học, mà chúng ta tự thu nhặt ở chỗ này, chỗ kia, mỗi ngày một ít. Chẳng hạn như ta tiếp thu được những nhận thức, quan điểm, kiến thức từ cha mẹ, thầy cô và rất nhiều người khác về cách thức đạt được những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mãi đến khi trưởng thành, khi đã hoàn tất chương trình học chính quy, thì đa số mọi người mới nhận thấy khoảng cách giữa những gì họ được dạy ở trường với những gì họ cần hoặc những điều quan trọng trong đời là khá lớn. Làm thế nào để khiến thị trường mua hàng từ bạn chứ không mua từ đối thủ của bạn? Hãy lấy một sản phẩm đơn giản làm ví dụ. Giả sử bạn đang bán màn hình TV plasma, bạn có một cửa hàng thiết bị điện tử, và ở cùng con đường đó, có một số cửa hàng thiết bị điện tử khác cũng bày bán màn hình plasma như bạn. Tôi là một khách hàng và đi vào cửa hàng của bạn. Một trong những nhân viên bán hàng tiếp cận tôi và cố gắng chào bán chiếc TV mà có vẻ tôi đang tìm kiếm. Hãy để tôi giới thiệu về độ phân giải cao của màn hình này. Hãy xem hình ảnh của nó sắc nét thế nào. Nó có độ phân giải 1080p với công nghệ màn hình TFT. Tôi chỉ là một khách hàng, không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực màn hình TV. Tôi không thật sự hiểu màn hình 1080p là gì, công nghệ TFT là cái gì, và sự thật là tôi không nghĩ những thông tin mà người bán hàng đang nói với tôi là hữu dụng. Bạn thấy đó, khi khách hàng không hiểu được lợi thế chuyên môn của bạn là gì và họ phải quyết định mua hàng từ bạn hay từ đối thủ của bạn, thì họ sẽ cân nhắc điều gì? Tất nhiên là giá cả. Tôi, một khách hàng, sẽ tự nhủ, mình thật sự chẳng hiểu nổi tại sao cái TV này lại tốt hơn cái ở tiệm bên cạnh. Nhưng giá cả thì chắc chắn mình hiểu, cái này giá $300, nhưng cửa hàng bên cạnh chỉ bán $200, nên tốt hơn là sang bên kia mà mua. Khi khách hàng không hiểu được giá trị của bạn, nghĩa là bạn đang ở trong chợ giá, nơi mà điều duy nhất được quan tâm là ai bán rẻ hơn. Trong chợ giá này suy cho cùng thì mọi người đều thua thiệt, rõ ràng là bạn hay đối thủ của bạn cũng đều thua thiệt. Nhưng tôi phải nói rằng, cả người tiêu dùng cũng thua thiệt, vì chắc chắn một số người chơi trong thị trường ấy sẽ sụp đổ, và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp cho khách hàng sẽ đi xuống. Chúng ta hãy xét một trường hợp khác. Một ngày đẹp trời, vẫn là ông chủ cửa tiệm màn hình TV plasma, bạn viết một chỉ dẫn miễn phí có tựa là 10 bí quyết tùy chọn màn hình TV plasma cho phòng khách nhà bạn. Bạn in ra hàng chục hay có thể là hàng trăm bản, rồi tự tay phát cho tất cả những người đi ngang qua cửa tiệm. Ngoài ra, bạn đang hướng dẫn này trên fanpage của cửa hàng, email gửi hướng dẫn cho khách hàng, và đây mới là phần thú vị. Giờ thì chuyện gì xảy ra? Đầu tiên, bạn đã khiến bản thân trở nên khác biệt với các cửa hàng khác. Tại sao? Giờ đây bạn đã được nhìn nhận như một chuyên gia, vì bạn viết một chỉ dẫn chuyên nghiệp và làm vài thứ mà đối thủ của bạn đã bỏ qua. Theo kinh nghiệm của tôi và của những người khác, uy tín của bạn sẽ tăng nhanh một cách đáng kinh ngạc ngay khi bạn tung ra những sản phẩm thông tin một cách chuyên nghiệp. Thứ hai, bạn đã đẩy mạnh mức độ lan truyền, truyền miệng của mình, vì khách hàng của bạn sẽ chuyển phần hướng dẫn tới những người xung quanh họ. Điều này thật dễ dàng với công nghệ hiện đại như hiện nay. Họ có thể chia sẻ trên Facebook hoặc chuyển tiếp bằng email cho một người bạn mà họ đang tìm mua TV. Thứ ba, bạn thúc đẩy mọi người tới cửa hàng của bạn, bởi vì trên mỗi trang hướng dẫn của bạn, và dĩ nhiên có cả từ bìa và trang cuối, bạn đã in địa chỉ cửa hàng, email và số điện thoại để mọi người biết nơi đến sau khi đọc xong hướng dẫn. Thứ tư, đây là điều thật sự quan trọng. Bạn đang dạy thị trường của mình, bởi vì nếu lợi thế của bạn là màn hình TV plasma có độ phân giải cao, thì bí quyết đầu tiên mà bạn sẽ chia sẻ trong 10 bí quyết để chọn màn hình TV plasma cho phòng khách nhà bạn là gì? Dĩ nhiên, sẽ là chọn màn hình plasma dựa trên độ phân giải. Bạn sẽ cần thêm vào đó một số mẹo và một số đoạn nói rõ thế nào là độ phân giải cao, thế nào là độ phân giải thấp, và người ta nên nhìn vào bộ phận nào của màn hình để biết liệu hình ảnh có rõ nét hay không. Giờ thì khi bước vào cửa hàng của bạn,
Sau khi đọc xong hướng dẫn của bạn, khách hàng đã là người có kiến thức, họ biết cần nhìn phần nào trên màn hình, họ hiểu rõ hơn những giải thích chuyên môn của nhân viên bán hàng và họ sẽ đánh giá đúng sự thật rằng TV bạn đang bán thật sự có độ phân giải cao. Những khách hàng thật sự hiểu giá trị họ sắp có được từ sản phẩm của bạn sẽ mua từ bạn, chứ không phải từ đối thủ của bạn. Hơn thế nữa, họ cũng sẽ tự nguyện trả cho bạn nhiều hơn, kể cả khi đối thủ của bạn chào giá sản phẩm thấp hơn. Nói cách khác, tờ hướng dẫn đã giúp bạn đặt mình vào chợ giá trị thay vì trợ giá. Ngoài ra, khách hàng này cũng sẽ đóng vai trò như các đại sứ trung thành cho cửa tiệm của bạn, vì họ sẽ nhớ bạn rõ hơn nhờ vào tờ hướng dẫn, và bởi vì họ đánh giá cao việc bạn đã giải quyết vấn đề bằng cách chỉ cho họ biết mọi thứ diễn ra thế nào. Tôi chắc chắn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, nếu tôi đến một hội nghị của những chủ tiệm thiết bị điện tử, và nếu tôi giải thích cho họ những gì tôi vừa giải thích cho bạn, tôi có thể nghe nhiều phản ứng kiểu như, ở cửa hàng chúng tôi lại khác, khách hàng bước vào được giải thích và chọn mua hay không mua, khách hàng của chúng tôi lại khác trong thị trường của chúng tôi mọi thứ dựa vào giá cả, những thứ bạn nói có thể đúng ở chỗ khác, nhưng không phải với chúng tôi. Nhưng, tất cả những lý lẽ này đơn giản là không đúng. Giáo dục thị trường hiện đang là một trong những xu hướng dẫn đầu trong lĩnh vực marketing, và nó là một khía cạnh đáng chú ý trong tất cả các ngành công nghiệp, tất cả lĩnh vực và thị trường trong thời đại ngày nay. Vậy, bạn đang ở đâu? Bạn có muốn ở trong chợ giá trị và tận hưởng sự công nhận về chuyên môn cùng với giá cả cao, hay một chợ giá và tranh đua xem ai đưa giá thấp hơn? Lý do số 1 khiến khách hàng bỏ bạn là gì? Điều gì khiến khách hàng rời bỏ ta, mặc dù họ hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của ta? Điều gì khiến công ty thu nhỏ quy mô nhân sự giữ lại những người này và cắt giảm vài người khác, mặc dù họ không có vẻ gì đáng chê trách? Và điều gì khiến những người trót thấu chi một khoản lớn trong tài khoản ngân hàng, quyết định sẽ hủy thẻ tập gym hoặc ngưng một hoạt động ngoại khóa của con cái, nhưng sẽ không nghĩ ngợi gì đến chuyện bỏ sử dụng điện thoại hoặc truyền hình cáp? Câu trả lời phụ thuộc vào mức độ cần thiết của dịch vụ hoặc sản phẩm mà họ cảm nhận được. Sản phẩm và dịch vụ được phân chia theo kiểu khái quát chung, bao gồm hai loại, phải có và nên có. Nói cách khác, một sản phẩm hoặc dịch vụ mà tôi phải dùng là tuyệt đối phải có, trong khi một sản phẩm dịch vụ nên dùng thì không thật sự cần thiết với tôi. Tất nhiên đây không phải là sự phân nhóm cố định, mỗi người chúng ta đều có những sản phẩm và dịch vụ mà ta cho là thiết yếu và nên có. Mặt khác, có những sản phẩm dịch vụ chúng ta thấy rất hài lòng nếu có được, nhưng không đủ thời gian, tiền bạc, sự nhàn rỗi hoặc năng lượng cho chúng, hoặc chúng ta sẽ từ bỏ vài thứ thiết yếu mới sở hữu được chúng. Vậy đâu là những thứ mà dù có nhận ra là cần thiết thì chúng ta cũng phải chịu nhịn thôi? Những sản phẩm và dịch vụ này rất khác nhau với những người khác nhau. Vậy, giải pháp là gì? Hãy chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc chính bạn vào danh mục những thứ phải có, tuyệt đối cần thiết với khách hàng của bạn. Hãy cố gắng làm tốt hơn việc giảng giải những gì bạn đang làm hoặc đang bán. Hãy nói chuyện với khách hàng về lợi ích. Hãy giải thích về cái giá của sai lầm nếu họ không làm việc với bạn, và để khách hàng hiểu nếu không có bạn họ sẽ lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn ở cấp độ cá nhân, nghề nghiệp hay công việc kinh doanh. Tại sao người ta cứ lặp đi lặp lại một hành động hết lần này đến lần khác? Có hai lý do cho điều này. Lý do thứ nhất, bạn đã biết một ít thông tin, vậy bạn sẽ cởi mở hơn để đón nhận thông tin mới, tùy thuộc vào việc bạn tiếp thu điều gì ở lần đầu. Lý do thứ hai, bạn tiếp cận trải nghiệm ở một mức độ nhận thức trưởng thành và trí tuệ hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Tôi chú ý đến một hiện tượng tương tự trong các buổi hội thảo gần đây của mình. Trong mỗi buổi hội thảo có ít nhất vài chục người đã tham dự một buổi hội thảo cùng chủ đề trước đó, nhưng họ đã trở lại và đã trả tiền vé thêm một lần nữa. Tôi hỏi vài người trong số đó tại sao họ lại tham gia hội thảo lần thứ hai hoặc thứ ba. Câu trả lời hầu như tương tự, hôm nay là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Tôi vẫn có thể cười với cùng một câu đùa mà dù tôi gần như đã thuộc chúng nằm lòng.
Lần đầu tiên tôi nghe được rất nhiều điều anh nói, mặc dù lần trước anh đã nói rồi, chỉ đến giờ tôi mới thật sự hiểu được ý của anh là gì. Kết luận được rút ra, nếu bạn trải nghiệm những gì khiến bạn yêu thích, thì không có lý do gì bạn chỉ làm điều đó một lần, hãy lặp đi, lặp lại điều đó, để có thể trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp của mình, để bạn có thể thưởng thức nó một lần nữa, và để bạn có thể trải nghiệm nó theo một cách hoàn toàn khác. Làm thế nào để quảng bá và bán hàng khác biệt và hiệu quả hơn đối thủ? Việc thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào trong trường hợp chúng ta đang nói đến chính là marketing trực tuyến, hoàn toàn không phụ thuộc vào những việc bạn làm cho lĩnh vực đó, mà phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng sống và khả năng hùng biện của bạn. Thêm nữa, bạn nên chỉ bán hàng cho những khách hàng thích hợp và bạn buộc phải áp dụng phương pháp bán hàng mềm dẻo. Sự cạnh tranh tồn tại trong hầu hết tất cả các lĩnh vực. Sự cạnh tranh đôi khi rất khắc nghiệt, nhưng điều lắt léo ở đây là bạn có thể dùng sự cạnh tranh như một đòn bẩy để tranh thủ sự đồng tình và phát triển việc buôn bán của bạn. Đừng nói những lời lẽ không hay về đối thủ của bạn. Thực ra tốt hơn hết là đừng bao giờ nhắc đến họ với khách hàng của bạn. Hãy tập trung vào việc làm nổi bật điểm khác biệt của bạn so với những đối thủ còn lại và giải thích những lợi thế liên quan mà bạn có trong lĩnh vực hoạt động của mình. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like video để chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!